Bệnh của con rất dễ bị lây, không nên gặp các bạn. Mẹ sẽ hẹn các bạn tới chơi khi nào con khỏi bệnh nhé. Achi. Dạ. Tôi. Hả? Ở đâu vậy? Mình ở đây nè. Bạn mở cửa cho mình đi. Đừng, mẹ đang lên đó. Mình lên đi tay to. Không được, bà sẽ bị lây bệnh cúm của mình đó. Nhưng mình sắp bị té xuống đất rồi nè. Bà không hiểu gì hết. Muốn khỏi nhanh thì phải để cho mình lây bệnh cùng. Ai bảo bạn như vậy? Mình đọc sách. Tai to ơi, Tai to. Trời ơi, nhớ bạn đi đâu bây giờ? Con bé ngủ rồi. Bị cảm cúm thì phải truyền bệnh cho nhau mới nhanh khỏi đâu. Nhưng mà là bạn bè thì phải chia sẻ hết mọi thứ cho nhau chứ. Bà như vậy mới càng mau khỏi bệnh. Bà đừng lo, mình đã có cách chia sẻ bệnh rồi. Đây nè, mình đã chia sẻ bệnh cho nó rồi đó. Được rồi, uống sữa nè con. Dạ. Đớm nè, con nghĩ như vậy là không đúng. Nếu là bạn thân, có thể chia sẻ với nhau đồ chơi, đồ ăn, niềm vui và cả những nỗi buồn nữa. Nhưng riêng bệnh tật, mà nhất là những bệnh dễ lây nhiễm thì không nên. May là bạn gửi bệnh cho siêu nhân đồ chơi đó. Chứ cho bụng bự thì thế nào mẹ bạn ấy cũng cho bạn ăn bánh mắn đó. Ừ, mẹ bụng bự á, ghê mẹ của bạn. Hehehe.